trụ trì chùa Ba Vàng, càng nghèo càng phải cúng dường để thoát nghèo. Trong cuộc pháp thỉnh với gần 1.000 Phật tử vào tối ngày 21 tháng 3, trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định pháp thỉnh Loan Gia trái chủ là chính pháp, nhưng gia đình nghèo khó càng phải nên cúng dường để có thể thoát nghèo. Trước gần 1.000 Phật tử, chiều tối ngày 21 tháng 3, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khẳng định không thể phủ nhận chuyện tâm linh được. Vị trụ trì trích nhiều câu chuyện trong kinh sách và nhấn mạnh, khi theo Phật, chúng ta biết rõ, có thế giới tâm linh. Khi có thế giới tâm linh, thì có thế giới vong hồn, ngạ quỷ và thực tế, trong giáo lý nhà Phật, cũng đã khẳng định việc này. Trụ trì chùa Ba Vàng nói thêm, vong linh về xin người nhà cúng dường, cho chư tăng, để hồi hướng cho siêu thoát, và việc này đã được nhắc. Trong kinh sách của Đức Phật, vong linh thường không dùng được những đồ thế gian này đâu, mà nó cần phước báo. Mà phước báo này, phải cúng dường tam bảo, thì mới sinh ra được cái quả phúc này. Bài kinh này nói rất rõ, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh nói. Tại buổi pháp thoại này, vị trụ trì chùa Ba Vàng nhấn mạnh, chùa chúng ta cũng có giải oan trái chủ, có những truyền thuyết có thật. Chùa chúng ta giải được là do năng lực của chúng ta, việc giải oan giúp người thỉnh biết được nhân quả, biết được mình làm gì, nên giờ nhận quả báo. Từ đó sợ, không làm việc các nữa, rồi làm việc thiện để tích đức. Cũng theo vị trụ trì, vong linh về xin người nhà, cúng dường cho chư tăng, để hồi hướng cho siêu thoát, và việc này đã được nhắc trong kinh sách của Đức Phật. Bản thân các thánh tăng vẫn thường động viên, những gia đình nghèo khó, càng phải nên cúng dường, để có thể thoát nghèo. Vong linh thường không dùng được những đồ thế gian này, mà nó cần phước báo, mà phước báo này, phải cúng dường tam bảo. Thì mới sinh ra được cái quả phước báo. Phước báo thì có thể tạo dựng bằng tài thí, hoặc làm công quả, trụ trì chùa Ba Vàng giao giảng. Cũng theo lời vị trụ trì chùa Ba Vàng, giải oan ở chùa là việc tự nguyện, không ai ép buộc, không hù dọa, để dẫn chứng việc báo oan. Báo vong ở chùa không phải là đóng kịch, giả vờ. Trụ trì chùa Ba Vàng mời đến các Phật tử là những người tin thế giới tâm linh là có, bị vong nhập vào người là có thật, và đã giải oan thành công tại chính chùa này. Trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định không có số lượng chùa thu hàng trăm tỷ từ việc giải oan ra trái chủ, thế là vu khống, có ý đồ. Báo chí đưa thế là không đúng. Không tham tiền, không kinh doanh. Cũng trong pháp thoại, sư thầy Thích Trúc Bảo Tiến đã nói về quy trình giải oan trái chủ tại chùa Ba Vàng. Theo quy trình, nhà chùa sẽ đăng clip lên mạng về cách tu tập ở nhà, vì việc tâm linh là phải tin tưởng. Khi mọi người tin được nhân quả, thì người đó phải tu tâm ở nhà, trong vòng 7 ngày, có làm vậy, các oan gia mới thấy sự thành tâm của mình. Sau khi tu tập 7 ngày, chùa sẽ hướng dẫn mọi người vào mạng nghe video bài giảng của trụ trì Thích Trúc Thái Minh. Sau đó, Phật tử tiếp tục đến chùa để gặp tu tăng, chùa sẽ cho vào phòng, xem các video hoàn gia trái chủ, nghe và hiểu. Phật tử sẽ đến bàn, hỏi những thắc mắc của mình, để bộ phận hướng dẫn của chùa giải đáp. Khi đã được hướng dẫn, tự tin, Phật tử sẽ qua vòng gửi đồ, thường là gửi điện thoại, tư trang cá nhân, để mọi người không ghi âm ghi hình. Tại đây, mọi người sẽ đến viết cam kết rằng, đến chùa là tự nguyện, không ai ép buộc đến đây. Hoàn thành đầy đủ, Phật tử sẽ sang bàn hướng dẫn, để kể gia đình gặp chuyện gì. Khi Phật tử trả lời xong, thì sẽ được đưa vào phòng giải vong. Trong phòng giải vong, các sư thầy thịnh vong lên, sư thầy chỉ là người trung gian, không thể làm gì, hướng dẫn Phật tử sám hối. Về nhà tiếp tục tu tập. Việc tu tập là việc đặt lên hàng đầu. Cúng dường tam bảo, bằng bố thí nội thí là đến chùa. Công quả để chư tăng vào rừng tu tập, giang hộ trì chư tăng, vào chùa quét sân, để khách đến chùa thấy khởi tâm hoan hỷ. Nếu đến chùa chỉ sống qua ngày, thì không sinh phước báo, sư thầy Thích Trúc Bảo Tiến cho hay. Vị đại đức này cũng không quên nhấn mạnh, cúng dường tam bảo, bằng tịch tài để sử dụng vào xây chùa, tô tượng, đúc chuông, in ấn sách băng đĩa, phục vụ cho mọi người đến chùa. Thuê người trông xe. Tất cả tiền của mọi người được sử dụng để các thầy làm việc thiện ấy. Thầy khuyên cúng vào ngôi nào, chư tăng tu hành thanh tịnh hăng cúng, chứ nếu cúng không đúng, thì chư tăng dùng nó để ăn chơi, phá giới, tuyên truyền sai giới luật. Theo đánh giá của nhiều người theo dõi buổi pháp thoại, cuộc trò chuyện của các Phật tử trên như có sự sắp xếp từ trước, để minh oan cho nhà chùa trước sóng gió đang đến. Tuy nhiên, phía nhà chùa khẳng định toàn bộ câu chuyện chia sẻ của các Phật tử, nhân chứng trực tiếp của phép thỉnh oan ra trái chủ, hoàn toàn không hề sắp đặt. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua chùa Ba Vàng đang trong tâm báo truyền bá vong báo oán, bà Phạm Thị Yến, người được đặc quyền, thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm.
truyền bá của chùa Ba Vàng, ngồi giảng pháp cho hàng ngàn Phật tử, không xuất hiện ở chùa Ba Vàng. Gọi vong ở Ba Vàng, bà Phạm Thị Yến là ai? Bà Phạm Thị Yến là ai mà có thể thu hút hàng chục ngàn người đến chùa Ba Vàng để thỉnh vong? Giải oán mỗi năm. Sau khi theo dõi phóng sự, truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu 100 tỷ, đăng tải trên Lao Động. Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2019, nhiều bạn đọc thắc mắc về vai trò của bà Phạm Thị Yến tại chùa Ba Vàng. Vậy, người phụ nữ này là ai mà có thể thu hút hàng chục ngàn người đến chùa Ba Vàng thỉnh vong, giải oán mỗi năm, giao giảng những điều hoang đường, phản khoa học? Dù không giữ bất cứ chức sắc gì trong chùa, nhưng người đàn bà có tên Phạm Thị Yến thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm. Truyền bá của chùa Ba Vàng, ngồi giảng pháp cho hàng nghìn Phật tử. Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Phạm Thị Yến, sinh năm 1970. Hạ Long, Quảng Ninh, có pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán. Mặc dù trên danh nghĩa, chỉ là chủ nhiệm một câu lạc bộ tu tập và không nắm giữ bất cứ chức vụ quản lý nào, nhưng trên thực tế, sức ảnh hưởng của bà là vô cùng lớn. Bà Yến cùng các bài giảng của mình, ngoài việc xuất hiện công khai trong các tài liệu tuyên truyền chính thống của chùa Ba Vàng, còn sở hữu nhiều kênh mạng xã hội, có lượt theo dõi rất lớn. Năm 2009, bà Phạm Thị Yến đã thành lập Đạo Tràng Từ Tâm, ban đầu chỉ có 5 thành viên. Từ đó, đạo tràng này không ngừng phát triển trong quá trình tu tập và làm Phật sự ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đến năm 2016, bà Yến thành lập câu lạc bộ Cúc Vàng, tập tu lục hòa, với gần 10 đạo tràng, với khoảng hơn 700 thành viên tham gia. Đầu năm 2019, câu lạc bộ Cúc Vàng, tập tu lục hòa, đã có gần 40 đạo tràng, và câu lạc bộ. Ngoài ra, bà Phạm Thị Yến còn thành lập một số câu lạc bộ, và các nhóm sinh hoạt cho nhiều người, để giao giảng những câu chuyện hoang đường. Về nguồn gốc của mọi loại tai họa trong cuộc sống, bà Yến đã tận dụng các kênh truyền thông, như YouTube, Facebook, và cả một website mang tên mình. Theo bà Yến, hiện tượng bị ma nhập trong cuộc sống rất nhiều, còn được gọi là hiện tượng bị phi nhân làm hại. Việc này gây đến rất nhiều tổn thất và đau khổ cho chính bản thân họ và gia đình nếu không tìm ra cách giải quyết phù hợp. Để giải quyết hiện tượng này, cần phải dùng tiền và làm công quả thì sẽ chữa khỏi được bệnh bị phi nhân làm hại. Trên các kênh truyền bá của mình, bà Yến thường xuyên xuất hiện trên các pháp giảng để nói về những điều hoang đường, gây hoang mang dư luận. Trong những bài phát biểu của mình, bà Yến thường vận dụng những kiến thức, các khái niệm để phê phán và chỉ trích mọi thứ trên đời. Tất cả mọi sự vật hiện tượng trên đời đều do tiền kiếp và các vong linh báo oán gây ra. Mang cả nữ sinh giao gà ra làm nhục. Thậm chí một vụ án gây căm phẫn và rúng động cả nước như vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên, cũng được người đàn bà này giải thích bằng những lý lẽ cay nghiệt và phản khoa học. Nguyên nhân chính không phải là nguyên nhân đi ship hàng mà khiến bị hiếp như vậy, mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp và duyên trong hiện tại. Bạn ấy lại sát sinh, hai cái này cộng vào nhau khiến bạn ấy bị như vậy. Ai làm gì cũng phải do quả báo của chính mình, bà Yến nói. Khi nhà chùa mang nữ sinh giao gà ra làm nhục, không mặc cả, không thuế má, không rủi ro, không phá sản, không ai kiểm soát, chắc các bạn đã phần nào đoán ra ngành dịch vụ 50 này rồi. Chỉ có một điều chúng ta ít để ý, chính chúng ta là nạn nhân. Là người tự nguyện bỏ tiền túi, làm giàu cho người khác. Nguyên nhân chính không phải là nguyên nhân đi ship hàng gà mà khiến bị hiếp như vậy. Nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp. Bạn ấy trong tiền kiếp có hai loại tội. Tội thứ nhất là sát hại chúng sinh dã man. Tội thứ hai là về mặt thân thể trinh tiết của người khác. Bạn ấy xâm phạm, nên bạn ấy bị quả báo. Đây là những gì mà Lao Động ghi lại tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, khi một người nhà chùa tay cầm mái, trước đông đảo cử tọa, giải thích về cái nghiệp của nữ sinh giao gà xấu số trong vụ thảm án, từng gây rúng động dư luận tại Điện Biên. Chúng ta có thể thấy rõ nhiều điều, rằng nữ sinh xấu số đáng thương, đang bị đem ra làm nhục một lần nữa, dưới danh nghĩa tâm linh. Rằng tất cả những điều ấy, là hoàn toàn vu khống, bôi đen một nạn nhân đáng thương. Và nếu có một cái nghiệp, thì chính những người đang hạ nhục người đã khuất hôm nay đang tạo khẩu nghiệp cho chính mình. Và rằng tất thể những lời lẽ ấy được nói ra dưới danh nghĩa ngả từ bi, không phải để giáo dục người ta sống thiện tránh ác, mà để người ta muốn yên ổn thì phải thỉnh vong, hóa giải, công đức. Và đây là những luận lý ở chùa Ba Vàng, kèm luôn cái giá đau xương khớp.
do bốn kiếp trước hay giết mèo, nên kiếp này bị vong mèo theo báo oán, cho đau nhức toàn thân. Muốn khỏi thì phải tu tập. Ít nhất 49 ngày, kèm công đức 3 triệu đồng. Kinh doanh lế ẩm, do 36 kiếp trước tạo ác nghiệp, nên kiếp này vong phá không cho làm. Muốn yên ổn, thì phải cúng dường công đức, 6,8 triệu đồng. Bị ung thư vú, 42 kiếp trước không chăm sóc em gái. Lại làm nhiều việc các như, cướp đất, nên kiếp này, vong về hoán cho phải bệnh. Muốn khỏi phải đóng vào chùa, 7,1 triệu đồng. Số người gọi hồn tại đây, bị vong đòi 5 triệu thì ít, là toàn 7 đến 15 triệu thì nhiều. Tiền ấy vào đâu, chỉ có một địa chỉ duy nhất là vào chùa. Có lẽ, câu chuyện ở Ba Vàng hôm nay, chỉ là tiếp nối kiếp nạn, dâng sao giải hạn, ở chùa Phúc Khánh hồi đầu năm. Phải chăng đó chính là mê tín dị đoan, để kiếm tiền từ những người cả tin? Phật Pháp, từ bi vô lượng, chỉ có mục đích cao cả. Là giúp nhân loại thoát khỏi khổ đau. Và để những thứ ngụy Phật Pháp, không dọa ma người dân, có lẽ cần có một tiếng nói. Một giải pháp từ chính giáo hội. Chứ mặc cả đến từng 50.000, tiền dâng sao giải hạn, chứ thoá mạ ngay cả những nạn nhân đau thương. Để thuyết phục người khác gọi hồn, hóa giải, công đức, thì chỉ làm vấy bẩn nhà Phật mà thôi.